Nhanh lên, vậy nhanh lên, nhanh lên kìa, nó lên tới nơi rồi kìa. Nhanh lên, nhanh lên. Yeah, gì? Nhanh lên, nhanh lên. Và mình chết không? Nhanh, nhanh. Được cục kim cương. Quá sung sướng, quá sung sướng. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Phạm Huy. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox. Á, cái gì vậy? Chưa kịp giới thiệu không á? No, 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 no. Ôi, mình và Bobby sẽ chơi một cái là The Kill Battle Boy gì? À, quên mất cái coin luôn rồi, trời ơi, mới tấn công mình chưa có kịp nhớ được cái coin nữa, đợi xíu, đợi xíu. Hiện tại bây giờ là sẽ phải chiến đấu mình và một đám mình và đồng bọn phải chiến đấu với cái kill này nè, giống như cái bức tường á. Giống... Ow. Không, khi mà mình nó là mình sẽ chết liền. Đó, đây là cái game của nó sẽ là cái gì đây? Mấy con kill the boss battle. Ok. Ok. Rồi đi nè, đi. Ấy, cái cục xanh xanh, né cục xanh xanh ra, đừng né đụng. Rồi, né né ra. Đó, à, nó đi. Nó đi theo cái hướng gọi là không cố định, cái hướng gọi là hướng tào lao á. Đó. Đó. Ê, nó ăn thời đây rồi đấy. Từ từ, có chân chết. Nó bên. Nó bên kia nó ăn mày không phải lắc đâu, nó ẩn hiện á. Đi đừng ăn thịt tao. Rồi ok. Khi mà nó chỉ được mình á là mình sẽ bị bắt vô trong cái hộp này. Đó, đó bắt cái lồng, bắt cái lồng trên kìa. Yeah. Rồi á là nó sẽ bị máu và giải cứu hết tất cả những người còn lại. Rồi ok, đụng rồi đó. Ôi ôi ôi. Nó lù. Đầu thôi thì mỗi lần nó sẽ có mỗi cái thử thách khác nhau. Ôi gì lết tùm lum vậy? Cái này cái này giống như là cái này giống như TNT Red á. Ừ, cái này giống như TNT Red à cô. Ôi gì đây? Cái gì tao không biết đường nó mà đi luôn ấy. Ôi, chết tao rồi, ăn cám. Ơi tao bị dính vô trong cái cục rồi, ăn cám luôn. Rồi chơi cơ bây giờ tao không biết đường đâu có đi luôn nè. Oai, cái gì rớt tùm lum. Ok, á rớt rồi, rớt rồi. Rồi, ăn hành luôn. Đó, khi mà mình chết là mình sẽ bị vô trong cái lồng như thế này đây. Quay mày vô đây hồi nào chứ cung. Tao vô đây trước mày á. Ôi, mày chơi mà mày giành chỗ luôn à, ghê thật. Phải, mày nhìn kìa có đường đâu đi đâu, tàn lỗ không à. Kinh thật chứ. Rồi để mà mình đụng được một cái để mà mình làm mất máu của thằng mà kill này là cũng hơi bị đuối rồi đấy. Ủa còn ai không mà sao thấy đứng im hết trơn vậy? À còn kìa, còn mấy người mới. Ê nhảy cái được không ta? À nhảy, được, ráng nhảy được không? Kim cương là bầm. Nếu như mà trời ơi, mình phải thắng mười mấy trận mình mới mua được mấy cái này. Mắc vái. Cứ đụng chúng một cái là được một cục kim cương. Ừ, cứ đụng chúng của nó một cái là được một kim cương. 5 robot là được 5 kim cương các mày, 24 robot được 25 kim cương. Ủa, nhìn lộn dữ vậy? Có coi lộn không vậy? Có nè. Robot là 5 kim cương. Ừ. Thôi, nghỉ. Mua. Có mấy con nữa nè, Batman nè, con dịch nữa nè. Chết hết luôn rồi hả? Ôi vậy. Rồi ok. Khoan, từ. Hồi nãy bây giờ ép mày đụng vô nó đi. Rồi mày đụng vô nó đi. Hồi nãy là mình mới vừa thất bại là do có một thanh niên có cánh mà không chịu chơi nên là mình đã bị thất bại rồi. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu lại thôi. Ok. Khi mà cái gì? Ta đụng rồi. Ok rồi, hay rồi. Rồi, dán mới. Chạy. Ở gì vậy? Đây con gì? Ôi con gì á? Ê xe lửa. Ủa xe lửa gì mà chạy kiểu quái quỷ gì vậy? Trời xe lửa nè. Không phải, xe lửa này nó không có đường ray. Ôi nó bay nữa kìa. Ôi, núp. Xanh to kìa, trời quá. Ôi. Rồi, lắc loạn vô vậy, trời xe lửa. Cái gì vậy? Ê, nó không có đường ray, nó chạy bậy á. Ráng lên. Ê mà hại não ghê luôn á chứ. Mày ok, hay quá, có chỉ cần một người đụng được thôi là mình ê, cái lụ đạn. Trời ơi, cuối cuối chết hết luôn. Rồi kia chết luôn. Ok. Trời sắp mặt hết trơn luôn. Cái lục quay cái gì vậy? Rồi. Ôi đi. Ê, cục sắt. Trời. Đâu. Ôi trời, nó chọn một cái về tới ngay điểm xuất phát luôn. Kinh thiệt chứ. Nó đẩy xuất phát về điểm xuất phát luôn, kinh thật chứ. Kinh thiệt. Rồi văn. Ôi bậy ơi. Rồi tao phải đứng lên núp được. Ê. Bậy ơi. Hỡi. Cái mặt dễ thương mà sao nhây vậy? Nhây không có vui nha. Ê! Thằng kill này. Ôi, có một thanh niên gần đụng được nó mà cuối cùng cũng bị chết thì cần. Đúng rồi, tại vậy? Tới gần nó là đâu biết được nó mở cốc sắt chỗ nào đâu. Tao gần tới rồi nè. Đừng giết tôi, don't kill me man. Đây, đừng có chết. Đi sát vô. Yeah, tao đụng rồi. Hay quá, một cục kim cương.
kính đập. Ôi, cái này mình hơi phê đây. Ok, rồi. Bắt đầu luôn kìa. Ê, cái đá rồi. Ê, bom trên trời rơi xuống. Nhiều đồ chơi vậy. Bom trên trời rơi xuống. Ai, hi hi. Chạy. Ủa đâu ra nổi vậy? Trời chết, không biết sao chết luôn á. Đó, cái gì mà chết kinh vậy? No. Phải. Nó tan kinh vậy. Chết hết rồi. Từ từ, còn hai thằng cái này. Rồi, còn có mình tao à. Rồi, kia chết luôn nè. Gán đi. Tao đang cố. Đụng đi, hay quá. Yeah. Trời, nó rên kìa. Áo. Nó la như đúng rồi ấy. Trời, nó xem tôi trên trời mấy giờ mà. Ơi, cái này cái gì đây? Nó nữa, nó hoài vậy? Hoài vậy? Mưa bom. Mưa lũ đạn á, cái này gọi là mưa lũ đạn á. Nước gì nè, để tao uống thử coi. Ôi vãi. Ngon không? Tao uống xong tao không thấy gì hết. Thấy cái bự hơn luôn nè. Bỏ cái bự hơn mọi người luôn. Ôi vãi, uống nước. Ao, chết khắc rồi, trời ơi, bay nón luôn rồi. Mày bự á con. Nó bự, nó chết luôn. Đâu? Ủa sao thấy mày banh sát rồi mà? Đây nè, đang đi chụp thần đó. Đó, chụp lóc rồi kìa. Đó rồi. Ôi vãi, tao thấy mày chụp lóc luôn mà kỳ vậy. Rồi tới luôn, tới luôn. Đi kiếm, nhanh. Rồi, rất là bự nè. Trời, cái lũ đạn quan sát. Uống cái này, cái map quan sát. Xong rồi đúng bự luôn, quái. Uống vô coi, uống vô bự rồi. Ai, uống vô coi. Trời, nói gì mà chạy lãng xạ vậy? Rồi, đau quá. Hay quá. Ê, tao mập lên. Tao mập lên rồi nè. Yeah. Đúng đúng nhanh luôn á. Ê, tao mập lên rồi nè, mày mập chưa? Tiểu Cương. Trời, tao thấy có cái chân với cái đít mày đi rồi, thiếu mất cái nguyên cái người rồi. Rồi. Cái gì vậy? Cái map này tao thấy tao mày mập là thấy sai sai rồi đó. Hết đi rồi đó. Ui. Nhảy qua. Ui, ôi, đừng có đâm mà nữa, đâm mà nữa là ăn cám luôn á. Đừng, để đừng cái cọc nó xuyên người rồi. Rồi, lát nó sọt. Ai? Rồi. Nhẹ phát rồi con. Banh sáng luôn rồi, tao không biết sao tao chết luôn rồi. Bá đạo dễ sợ bay. Rồi, chết hết luôn rồi. Nhỏ lại rồi nè. Vãi. Vô lòng cái là nhỏ lại đi. Nó cần cho tao nguyên chai thuốc nữa. Ừ, chai thuốc đó nó không có mà. Quan trọng mày muốn uống hay không thôi. Tao rút kinh nghiệm. Ai dính cái đầu rồi, sao tao dính cái đầu hoài vậy? Cứu tao, dính cái đầu rồi. Ủa mày đâu vậy? Cắm đầu rồi. Chú gì vậy? Tao té cắm đầu rồi ba. Áo. Ok. Rồi, không biết chừng nào mình mới giết được cái thằng kêu này đây. Nãy giờ mày giết được nó như thế này chưa? Rồi, giá này dễ nè. Dễ con khỉ mày đi rồi đây mày biết là mày sẽ dễ hay không? Đó, nhảy từng tầng, mấy khứa nhảy từng hay chết sớm lắm. Quá. Đó. À. Ủa sao tao chết? Tào lao vậy? Tao đâu có đụng gì đâu. Phải thật chứ. Trời ơi, mình là người đầu tiên luôn chứ. What the hell? Trời ơi, chết quá trời luôn. Vô đây. Trời ơi, 3 người, 4 người. Ờ, hành điền. À, chết luôn. Nhanh lên. Ôi, ôi trời ơi, kịp thời. Trời ơi, còn đúng 2 thằng. Rồi, gán chết đi, tao bị lắc rồi. Chạy qua bên kia vậy, no. Ok, hay quá, qua được rồi. Yeah, win luôn rồi. Trời ơi, thanh niên kia tới chung mình. Thiệt tình chứ. Chạy cái chân chết. Chạy lên đi. Rồi, mấy cục xanh xanh nữa kìa, mấy cái cục xanh xanh nữa kìa. Nó đủ thứ. Đó, mấy cục chạy lung tung nữa kìa. Để tao, dán này để tao. Đó, nó núp lên kìa. Ôi, bậy ơi, Tiểu Cương. Ôi, đừng nói bậy cưng, đừng nói bậy. Bạn đang tới không? Đây là cái mặt hình cái mông này đó. Tao đã tới đầu tiên. Đây, hôm nay tao sẽ là anh hùng. Touch me. Yeah, một cục kim cương. Bỏ túi. À, anh đã có một cục kim cương bỏ túi. Mày được mấy cục vậy? Ủa, kim cương nằm đâu? Mày bấm vô shop mày còn hoài cái gì đây? Trời, cái gì mà bàn tay gì thập bát la hán trưởng gì nằm ở đây vậy? Trời má, thôi cái gì như lần đầu tiên tao nghe thập bát la hán trưởng. Đây là cú đấm ngàn cân ba ơi, cái này là cú đấm ngàn cân. Hồi nhỏ cái trời, trời có hàng đập cái tay ra nữa kìa. Ôi ơi, trời, nó đập ngược lại nó chứ, trời, cái tay nó thu lại nữa kìa. Gì vậy, nó đè lên người tao luôn thiệt tình. Trời, nó đập ra nó còn thu về nữa chứ. Ôi, sáng kia nằm lăn lóc rồi. Ủa này, người ngoài hành tinh. Cứu tao. Đợi xíu, tao đang chạy đây, rồi có hai thanh niên tới trước rồi. Bè. Ê, rồi. Rồi Tiểu nói Cường giết rồi. Có thắng là được rồi chứ đừng cái ai thua được. Ừ. Nói chung mạnh lắm. Yeah.
Rồi, chạy luôn chạy. Rồi. Cập nó rồi. Ngô Quyền đánh quân Nam Hán nữa rồi. Giờ tính ra Quyền đám mình là quân Nam Hán luôn á. Từ nó đâm nó xọt mày thành cái xiên que luôn bây giờ. Trời ơi, nó xuất hiện xém nữa là nó xiên đầu con luôn rồi. Nó thành Kia xiên que, trời ơi mép xíu nó xiên ra luôn rồi. Ồ, Kia nó chạy vậy. Ui, 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 au. Au shit, au. What, au. Rồi, anh cám luôn rồi. Gì vậy trời. Trời ơi, hai thằng chết chung luôn mới ghê chứ trời. Chết không rủ chết chung nữa chứ. Trời ơi, kinh được cái cọc này nó có độc. Vãi cái độc, nó đâm mày không cũng chết rồi nói gì độc. Tao mới vừa bước lên nó xong nó chết luôn nè. Vãi, nãy giờ thấy mày bước hoài có chết đâu à. Đó, còn một thanh niên cố lên thanh niên đừng chết, còn có mình ảnh nó chết luôn. Đó, không vãi. Trời văn mất xác rồi. Rồi ok, vãi. Chạy lại chỗ Tiểu Cường đi. Ok, đây, tao đụng cho. Trời ăn gian, giờ cái map này sai quá, sai luôn á, nó chưa kịp ra nữa. Hay quá, được một cái cương rồi đó. Ô vãi. Rồi vô. Ây da, té sắp mặt rồi. Ủa cái gì đây, bây giờ cái này là cái gì? Ủa cái gì đây, chiếc banh gì kìa. Ê, cái gì đó vậy. Ê, mưa bom. Ây, ui, không phải, cái này chiếc banh, này chiếc banh. Nấp. Ồ, chiếc banh, áo. Ui. Trời, nó tưng tập tập luôn rồi, nó tưng tập tập luôn nè. Nhỏ người là bánh tưng chứ. Ui, ui. Ơi, nó nảy tưng luôn rồi mày ơi. Có thấy đây, trời ơi, tao cũng đang lo nè, không biết nó có đụng không. Nhảy liên tục đi. Đó, cái mặt nó nhây nhây rồi đó, thấy cái mặt nó nhây nhây rồi đó. Ê, thanh niên này có yeah, Black no. Bob tới luôn rồi. Trời, mày đua không kịp. Tao về 4. Mày về nhì. Cái gì nhì mà cái đâu có được. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Ok, hay quá, lên gần tới rồi nè. Ây da. Ủa mày chạy gì biến thái vậy? Cái gì em mới lên gần tới xong cái bay về lại là sao quá trời. What the. Trời ơi, thanh niên có cánh đi luôn rồi, thanh niên có nguyên cái cánh con vịt, nguyên cái đít vịt á. Trời nó bị đá dặn dưới rồi. Rồi có thanh niên áo đen rồi. Nó không nó không làm mày chết đâu mà nó làm mày đẩy về. Dám á, hồi nãy tao cũng bị chết đó mày. Rồi có thanh niên cái đụng rồi. Trời lụm nhanh dễ sợ luôn á. Ôi cái cục đó nó đẩy nó phát. Ê da, từ. Ê ê, cái con số này sẽ sai á. Bấm đi, 0909. Cái này là chế bom á. Bạn nào chơi đặt bom là biết rồi. Đó, tao biết mà. Rồi, bắn sát luôn. Cái lựu đạn cái này giống như cái trò gì ta? Cái trò tìm mai á, tìm bom á. À. Từ, trò cái gì vậy? Thanh niên này đi như đúng rồi. Đó, biết mà. Còn hai bên nữa rồi. Yeah. Cố lên. Ôi thanh niên này đi như thánh ấy. What the hell. Ôi thanh niên này đi đúng như thánh luôn. Rồi kinh thật. Rồi số 1 luôn nè. Rồi phải chết hết luôn nè. Số 1. Ok trời ơi. Trời thanh niên có đi quyền hàng luôn kìa. Trời ơi chạy quyền hàng luôn. Ôi vãi. Hồn bá đạo vậy chứ. Nhây thì chứ. Chạy đúng quyền hàng đường thẳng luôn chứ. Ôi té rồi, té hoài vậy. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy nó bắn? Nó bắn cái gì ra vậy? Bắn đạn gì? Biết đâu. Trời đạn gì mà chạy lướt tung cái gì? Ê! Ừ. Ê! Núp mấy cái cục bỏ lên. Núp rồi, đang núp đây. Ê! Ê! Au! Trời ơi! Cái gì vậy? Ủa nó bắn liên tục luôn mày chết chưa? Ồ, hành đi tới đầu tiên chết rồi. Tao đi, cho tao đụng đi, Tiểu Cường. Oh no, tao đụng chứ. Hay quá, tao đụng. Trời ơi, có thằng khác đụng rồi, thiệt tình chứ. Trời đi sát bên luôn chứ. Nhỏ dám anh. Rồi, đá văng nữa rồi. Trời. Mà là sẽ đụng nguyên cái đó, nó đụng vô đó và nó đẩy lên gần sát cái nơi luôn. Trời ơi, thanh niên áo đỏ sao chạy nhanh như vậy. Chưa gì lên tới chợ ta, nó bị đá ngược về rồi. Quá sung sướng. Đá kia về đi. Đó, đá kia. Tao vô mày. Tiểu La đi xuống lại. Ê. Thử lên. Tiểu La. Quay không được rồi, Tiểu La đi trước rồi. Quay không được rồi, của tôi. Rồi, Tiểu La ăn rồi. Oh shit. Ủa, đúng nhỏ luôn rồi mày. Mày làm gì mày nhỏ xíu. Rồi tao ăn cho tao mập rồi. Nhỏ xíu luôn kìa. Rồi. Ôi cái gì đấy, cái gì đây rồi, được cái đụng.
Thôi mày chạy đâu, chạy dữ vậy Cam? Mày chạy nợ hả? Mày chạy ghê vậy? Ủa sao nhìn mày nhỏ xíu vậy? Đúng nhờ. Ô vãi, nhìn nó như nít luôn ơi. Vãi. Á, kia nó bị tí hon rồi. Chết kia, chết kia, chết. Trời hên quá, nó chưa chết luôn, đừng có chạy tới. Để tao, để tao. Trời. Á, thằng khỉ kia nó lấy rồi. Á, kia nó nhỏ xíu rồi. Vãi rồi. Á, nhỏ luôn. Gà rồi, gà rồi. Ê, tàu lửa, tàu lửa. Tàu lửa không đường ray, tàu lửa không đường ray. Đó, đó, chết quá trời kìa. Đi là sao? Ê, tàu lửa không đường ray. What the f. Ê, mày chết luôn rồi. Trời đúng có hai thằng, ủa còn đúng mấy thằng vậy? Đúng tàu lao luôn, tao đang đi bên trái, nó đi bên phải, đã đợi đâu ra nó bên trái nó cua thẳng bên phải cái dèo chắn ngắt. tao thấy cái xe lửa đi này đi lại tao thấy hư cấu rồi đó. Nó cua nó quẹo mà giống như ninja ú quà vậy ba. Tao thấy game này bắt đầu hại não rồi đó. Nãy giờ là không giết được nó luôn. Ok, có một thấy nó gần rồi, về thành giữ sức luôn. Rồi chạy 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 chạy. Trời cứ ai. Cứ ra nó chạy như chạy nợ giống nội rồi. Rồi rồi, tao thấy cái kìa. Chúng mày ăn xiên que nướng rồi. Sống cộng quà đâu có mướn đâu trời. Chúng mày ăn xiên que nướng rồi nè. Ai thuê vậy? Ê, bậy ơi, bậy ơi. Hay là trời biết đừng đâm, đừng đâm tôi. Ủa chưa về luôn ghê. Chưa, tao đang đi như một vị thần like a god, like a god. Tao tới đây, oh my god, tao tới đây ai. Trời ơi, vừa đụng luôn chứ. Trời ơi, tao nhảy lên đụng cho mấy cụm chết rồi chứ. Còn kia chết luôn hả? Cái này đụng luôn rồi. Vãi, trời ơi, thiệt tình chứ. Hồi nè néo vào góc đi. Đúng rồi. Thiệt. Vãi. Nữa, cú đấm ngàn cân. Cú đấm ngàn cân. Cú đấm ngàn cân đó kìa, trời ơi. Ê, 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 có chân. Sao mà lắm cú đấm đi. Cú đấm có gai. Đó. Hồ ai. Ôi, có đâm nhìn trời rơi xuống kìa. Ôi kìa, nó nhỏ xíu à. Ôi, nhỏ nhỏ mà chạy ghê vậy ông nội. Ai biết. Đứng lại mày, đứng lại, nít nôi chạy đâu vậy. Đứng lại, tao về trước. Má nhầy luôn rồi. Đi luôn. Ôi kìa, đúng nhầy luôn chứ. Ôi kìa, nhỏ nhỏ mà chạy như thánh vậy ông nội ơi. Mày uống gì mà nhỏ xíu vậy. Ôi hoài vậy. Trời. Ủa sao mày đăng cái lộn, sao mà đăng chứ lộn. Wow. Trời, Ngô Quyền đánh quân Nam Hán. Ừ. Cố gắng tránh bị xiên. Ô vãi. Nháy. What? Ui 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 ui. Ôi hú hồn. Rồi, tí hòn nó tới rồi. Tí hòn nó nhiều đời, nhiều cái lợi. Ai da, chắc ngắt rồi. Ui da, chết rồi. Bành sát. À, cái nơi mà chết. Bành sát nhỏ luôn rồi. Mày sợ mày. Mày uống nước gì mà mày ấm nhau nhỏ xíu rồi cô. Bự luôn rồi. Á à, vậy vậy cái đứa có hình xui là lúc bự lúc nhỏ à. Thì nó bự. Ủa có ai đụng chưa vậy? Có ai đụng chưa? Có ai đụng chưa? Còn đứa có ăn. Đụng chưa hay là chết luôn rồi. Rồi kiểu này quân. Tao nghĩ chắc là chết luôn rồi đó. Á à, kiểu này quân năm Hán ăn hành rồi. Á à, Ngô Quyền mạnh quá. Rồi thanh niên ăn cám. Rồi chạy từ từ không? Thấy chạy điềm tĩnh rồi. Chạy từ từ. Chết luôn. Vãi rồi chứ. À, dạ, dạ. Lụm một cái kim cương anh nào, cho nhanh ly á. Rồi, ảo cái gì? No. Rồi, tới luôn rồi. Rồi, nhắc. Vãi. Đúng nhanh luôn. Rồi, bắt đầu luôn nè. Vô. Chạy, chạy, trời, nằm đóng vậy. Cái gì? Ơi, vô, gục đụng cái này rồi. Ê, ê, kia chạy nợ. Đó, mình đang... hay quá, mình đang dẫn đầu, ráng ăn dán này cái rồi kiếm mà. Đi trước tao mới gọi là dẫn đầu nè, tao chứ mày đang đi ngang cấp mà. Ủa, mày đâu? Ô vãi. Ui, nó... ui. Okay, hay chết quá. Chưa, mà chết chưa, mà chết chưa, chạy nhanh lên, kìa nó là tới nơi rồi kìa. Nhanh lên. Yeah, gì? Nhanh lên. Ba mày. Chết rồi. Nhanh. Được cục kim cương. Quá xinh. Quá sung sướng, quá sung sướng. Hên vậy. Ok, rồi, hay quá. Rồi, xong cái hố cử thần nó chứ thiệt tình. Rồi, cái khúc này ăn cám chắc rồi. Ui, hố cử thần rồi, bây giờ biết làm sao mà đi quá. Đừng có đẩy tao. Rồi, cái này phải bình tĩnh nè. Uầy. Uầy, trời má hình mém. Ê, nhảy lên, dính. Hên quá, ai, nhảy lên. Hên. Rồi, ăn cám rồi. Bánh sáng. Mày chết chưa? Chết rồi. Mày chết rồi hả? Mày chết chưa? Mày chết sớm vậy? Ui! Mày nói hả con?
ngắm kia chết. Ôi vãi, kia cố gắng rồi, cố gắng rồi. Ôi, thì tin chứ. Nó làm mình đứng cây việc á. Quá. Rồi rồi, chết. Nó quýu rồi. Trời ơi, vãi thanh niên. Né gà mấy đứa, che dữ. Trời ơi, răng luôn rồi. Vãi. Thôi tao chạy trước đây. Trời kia bị đá văng về kìa. Rồi, cú đấm ngàn cân nữa rồi. Nó kìa. Cú đấm ngàn cân nữa rồi. Ờ đúng là cái hộp này nó dài thật. Rồi, tao gần tới rồi. Đừng ra cú đấm thép nha, ra cú đấm thép là tao ăn cám luôn á. Cái gì? Đó. Chặn độc. Dễ gì. Đó, cú đấm ngàn cân ra, cú đấm thép ra đó. Ha, tiền về tay tao. Và tao là anh hùng. Có luôn. Ok, bắt đầu kìa, đi luôn. Ôi, cái gì đây? Cái tao gì đang đây? Nằm trời ơi, thanh niên kia đi nữa kia hả? Ơi, thiệt tình chứ. Đừng nổ nha. Ơi, từ thôi cho mấy thanh niên kia đi trước đi. Nguy hiểm quá. Rồi. Nổ rồi. Đó, kia chết trước nè. Nổ cái là thế nào kia cũng chết trước mình nè. Đó, rồi chứ bom rồi. Ta đi qua đây rồi ba. Nghĩ đó, sao con bom kia. Đó, đi theo. Ơi, chạy đi ba, đi đâu vậy? Vậy sao mà nó nhảy như thánh vậy? Ow, shit. Rồi kia chết. Từ. Nó có đụng. Ơi, không được, cái đứng đi. Bình tĩnh. Xung phong luôn á. Ghê vậy. Thôi qua đây đi rồi chắc ăn. Ôi chết. Thôi qua đây lại. Chết mày chết. Ái dồi nhớ mình. Kia chết chưa, kia chết chưa. Mày ăn cái bò mà chết rồi coi. Mày to đầu quá con, mày chết gắt rồi. Đó, đi cần. Rồi, dù ló luôn. Ok, dừng clip đi cô. Ok, thì mình với Kia sẽ dừng video tại đây. Ác cũng kiếp cước. Mình với Kia sẽ dừng video tại đây. Bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh channel của mình với Kia lên nhiều video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người. That's it, friend? Yes.